được thành lập từ năm 1903 với tên gọi Y viện Quảng Đông. Trải qua chiều dài lịch sử phát triển, đến cuối những năm thập kỷ 70 của thế kỷ trước, được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Quá trình hình thành và phát triển, khoa ngoại tiêu hóa được thành lập trên cơ sở khoa ngoại tổng hợp, sau khi tách các chuyên khoa ngoại khác nhằm thực hiện chuyên khoa sâu trong khám chữa bệnh, với đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, giàu nhiệt huyết, tinh thần không ngừng học hỏi kết hợp với mô hình liên kết viện trường chặt chẽ. Hiện nay khoa ngoại tiêu hóa đã và đang từng bước thực hiện việc chuyên môn hóa cho từng mặt bệnh, từng nhóm bệnh lý, thực hiện chế độ hội chẩn đoán vô thức, đa chuyên khoa cho từng bệnh nhân nhằm xây dựng quy trình chuẩn cho công tác thăm khám, chẩn đoán và điều trị, từng bước tiếp cận và làm chủ những kỹ thuật, tiến bộ y khoa của khu vực và thế giới, mặc dù điều kiện hiện tại của bệnh viện còn nhiều khó khăn. Với mô hình viện trường được thực hiện một cách sâu rộng và chặt chẽ, công tác đào tạo, trao dồi kiến thức y khoa được thực hiện liên tục, xuyên suốt, nhằm mang lại nhiều kiến thức mới, cũng như kinh nghiệm điều trị từ lý thuyết đến thực tiễn, từ đó góp phần đa dạng hóa các phương pháp điều trị, tạo thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng trường hợp bệnh cụ thể. Khoa ngoại tiêu hóa đã xây dựng và thực hiện xuyên suốt việc thăm khám bệnh từng phòng, từng nhóm phòng bởi từng nhóm bác sĩ, liên kết chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và bác sĩ điều trị, giúp cho bệnh nhân được quan tâm, theo dõi chặt chẽ nhất, từ đó việc điều trị được chính xác và kịp thời. Chia sẻ thêm về tình hình hoạt động của khoa trong tương lai, tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Lưu cho biết thêm. Với phương châm lấy bệnh nhân là trung tâm, đồng thời theo tinh thần của lãnh đạo bệnh viện, cố gắng xây dựng bệnh viện là một bệnh viện năng động, thân thiện, phát triển. Khoa chúng tôi đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ này bằng cách phát huy những lợi thế sẵn có của là một bệnh viện có truyền thống lâu đời với nhiều chuyên khoa sâu. Chúng tôi đã và đang xây dựng các mô hình điều trị đa mô thức, chẩn đoán đa mô thức như là phục hồi nhanh sau phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị đa mô thức các bệnh lý về ung thư, đồng thời cá thể hóa cho những đặc điểm riêng cho người bệnh. Để làm được đó, bên cạnh việc xây dựng mua sắm trang thiết bị thì chúng tôi rất là chú trọng tới việc xây dựng con người luôn luôn theo tiêu chí bám sát ba nhiệm vụ cốt lõi, đó là phát triển chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kế thừa lịch sử lâu dài của bệnh viện là một khoa điều trị đa chuyên khoa, chúng tôi đã và đang tiếp tục xây dựng, phát triển về mọi mặt từ con người đến chuyên môn để phục vụ cho công tác điều trị. Trong đó, về con người, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, đào tạo liên tục, không ngừng nâng cao chuyên môn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, lấy bệnh nhân làm trung tâm, khoa, bệnh viện là gia đình. Về chuyên môn, không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, phát huy tối đa mô hình viện trường qua các hình thức đào tạo tại chỗ hay đào tạo liên tục dài hạn, nghiên cứu khoa học, xây dựng chuẩn hóa các quy trình khám và điều trị, phối hợp chặt chẽ, tận dụng tối đa các thế mạnh của các chuyên khoa nhằm đưa ra những chẩn đoán và phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từng bước xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, chia sẻ, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong khoa.